Xin chào tất cả các bạn, mình là Thạch Anh và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về gia đình của mình. Gia đình của mình có 5 người, đó là bố, mẹ, anh, chị và mình. Người đầu tiên mình muốn nhắc đến là bố mình. Bố là một người rất điềm đạm và luôn là một người rất là điềm tĩnh. Và khi gặp một vấn đề, thay vì đối mặt luôn với nó thì ba bố luôn phân tích để có thể làm tốt hơn trong mọi việc. Là một người yêu thương con cái, ba bố luôn cố dành nhiều thời gian hết mức có thể dành cho mình. Mình là một doanh nhân thành đạt ở tuổi 45. Ông rất là chú tâm trong công việc và thương yêu nhân viên của mình. Ông có một số sở thích cho chồng với mình, đó chính là xem phim và chạy chạy bộ. Mình rất là khâm phục bố vì là một người vì bố là một người có thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Người kế tiếp mình muốn nhắc đến là mẹ mình. Mẹ mình là một người rất thẳng tính và nghiêm khắc. Dù vậy, trong từng hành động của mình, mẹ vẫn luôn cố gắng để làm cho mình tốt lên và luôn nghiêm túc trong những việc được giao. Mẹ nấu ăn rất giỏi và món nào mẹ nấu mình cũng thấy rất là ngon. Dù năm nay đã 40 tuổi rồi nhưng mà mẹ vẫn rất là xinh đẹp và được nhiều người khen. Rồi tiếp đến là chị của mình. Chị là một người rất thương yêu các em và luôn cố gắng để làm cho mình tốt lên. Chị thường giúp đỡ mình khi có thể nhưng thường xuyên vắng nhà. Chị dù năm nay đã 20 tuổi nhưng mới đến đại học năm nhất vì chị học đại học bên nước ngoài và họ bắt học lại học bù 1 năm để hiểu rõ văn hóa và tín ngưỡng của họ. Và kém hơn chị mình 4 tuổi là anh mình. Anh mình là một người vui tính và hơi gắt gỏng. Khi mình buồn, anh thường cố gắng động viên để làm mình vui lên. Và nhưng trong một số khoảnh khắc, anh vẫn hơi cáu gắt vì anh là một người rất tập trung. Nếu ai mà làm anh khó chịu thì anh sẽ quát người ấy, ngoại trừ bố mẹ mình. Anh là một người tính khá là cẩu thả vì làm việc xong thì anh đi luôn chứ không nán lại chờ đợi và điều này làm bố mình khá là phiền lòng. Mình rất yêu gia đình của mình và mong là cả gia đình sẽ đoàn tụ vì dạo này số lượng công việc bỗng lên nhiều lên khiến cho bố mình ít khi về nhà đúng bữa cơm. Mình mong là những buổi tối thiếu vắng bố trong nhà sẽ ít đi vì điều này làm mình rất là buồn. Mình mong trong tương lai thì cả gia đình sẽ được đoàn tụ và các bữa cơm sẽ thường xuyên có mặt bố mẹ hơn. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe.